tí, anh cái bình bé tí, anh cái bé hơn này kia. Miệng này to xong làm cái lắp đậy vào cho nó đẩy cao lên. Tính ra cái tiện hàng to này nó lành, đẹp, an toàn. Làm một cái lắp cao khoảng 20 phân đậy lên nha. Để nó hơi vuông thì nó to bình.
áp luôn. Hàn lại đổ trên là cái gì hồ lô. Thiện chứ bây giờ thiện quả khó như này. Cái này sợ để mỏng này là dễ vỡ. Anh đừng khía như này. Khía này lúc bê nó rất hay gỡ như vậy, vỡ, vỡ. Anh cho em bằng luôn. Tí nữa nhá, anh tiện cho em một cái lắp. Nhưng mà cái hồ lô nó cao lên này. Nó làm cái hồ lô như cái quả kia. Cho nó đậy úp vào miệng nó to như này. Chùm ra. Cái này thì anh bo vào cho em để cho nó khỏi gãy vỡ này. Tại vì cái thớ ngang này thì nó sẽ gãy vỡ. Thì vân gốc thì chun thì vân quá đẹp luôn. Chun thì vân này vân núi. Anh ạ. À. Không biết vân núi. Học nghề nhanh hết. Anh đã cạnh giờ đến mất nhà. Mất nghề.